Xin chào các bạn, trên tay mình là đối thủ của Redmi Note 12 Pro 4G, đối thủ của chiếc Samsung Galaxy A24, chiếc Vivo Y36, một chiếc máy có hộp rất đẹp, thiết kế cũng rất đẹp. Vậy thì ngoài những thứ rất đẹp đó nó sẽ có những gì hay ho thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn. Let's go. mua smartphone ngon bổ rẻ đừng quên ghé qua di động Việt link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay trước khi mà nói về chiếc máy rất đẹp kia thì chúng ta sẽ phải nhìn sơ qua về cái hộp rất đẹp này nha các bạn à, cái hộp này mình rất là thích ở cái chỗ này này các bạn thấy là cái chữ Y36 này nó kiểu như hơi vàng lên và các bạn nghiêng nhìn vào nó đẹp đúng không chúng ta mua một chiếc máy mà có cái hộp đẹp là đã thích phê rồi cái việc bóc seal nó đã phê rồi và mình thực ra thì cũng đã bóc seal em này rồi à, để có thể là trải nghiệm trước cho các bạn á thì đây nha, chúng ta sẽ có một vài những cái thông tin mà xíu nữa mình sẽ chia sẻ với bạn sau à, Có một cái ốp lưng dạng silicone này Ở bên trong này thì vẫn có những cái phụ kiện rất là quen thuộc thôi Quen chọc sim, type C, dây, rồi là củ sạc Điểm đặc biệt đó chính là cái củ sạc này có công suất lên tới 44W các bạn ơi Cũng thuộc dạng là nhanh nhất nhì trong cái phân khúc này rồi ha à, Rồi, chúng ta sẽ cùng bỏ qua với tất cả những cái điều này Và chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Vivo Y e. 36. Uhm, vâng, anh em nào là Thanh Hóa hãy vào đây, hãy vào đây và chốt đơn chiếc máy này đi nào Bởi vì nó là 36, anh em 36 đâu rồi, vào luôn nha, rồi ok, à, à, quảng cáo tí như vậy thôi Khi mà nhìn vào mặt trước của chiếc Vivo Y36 này thì có lẽ là với những bạn nào là Vivo fan á Các bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ bởi vì Vivo đã ép buộc chúng ta phải sử dụng một chiếc máy thực sự đó là một điều mình nghĩ rằng là quá ép buộc người dùng luôn anh em ơi bởi vì đã rất lâu rồi thì vivo mới mang màn hình đục lỗ quay trở lại với một chiếc điện thoại trong phân khúc giá tầm trung phổ thông như thế này chúng ta không còn cái màn hình dạng giọt nước nữa trời ơi thực sự là mình đau lòng quá anh em ơi đau lòng ghê luôn đấy đã lẽ phải có màn hình giọt nước đúng không à, có lẽ rất là nhiều bạn vivo fan các bạn sẽ cảm thấy hơi đau lòng về cái điều này ha. nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn sẽ dần quen được với cái màn hình dạng đục lỗ như thế này thôi những cái viền xung quanh với cá nhân mình thấy rằng là những cái viền như thế này nó đã rất mỏng rồi các bạn ạ Tầm giá mình nhớ không nhầm là con này khoảng tầm 6 củ thì phải 6-7 củ mà thiết kế viền như thế này là rất đẹp rồi Rồi khi mà các bạn nhìn ở cái viền xung quanh nó cũng được làm dạng vuông mức rất là đẹp mắt Và đặc biệt hơn nữa là cái phiên bản màu xanh nó có ở đây Mặt lưng này nhìn vào nó rất đẹp và nó sẽ có những cái đường chéo này và đặc biệt hơn nữa nếu các bạn nhìn ở cái phần viền của cái cụm camera các bạn có thấy đó là nó sẽ có hơi ánh lên cái màu bảy sắc cầu vồng các bạn ơi, nó sẽ chạy từ bên này nó sẽ chạy vòng 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 và xung quanh cái cụm camera, nhìn vào rất đẹp và đây là một cái thiết kế mình thấy rằng là chưa bên nào có thể làm được, giống như là bên nhà Vivo, cảm giác khi mà mình cầm vào chiếc Vivo Y36 thì nó cũng ở mức là đầm tay nha, nó không phải là quá nhẹ làm đâu, ở mức là đầm tay các bạn ạ. Nói về phần màn hình của chiếc i36 thì nó sẽ chỉ sử dụng tấm nền là LCD mà thôi nha các bạn. Kích thước là 6,67 inch, độ phân giải là Full HD+ cộng. và tất nhiên là chúng ta cũng sẽ có tần số quét cao. Các bạn có thể vào ở bên trong phần hiển thị này này và các bạn kéo xuống ở phía dưới sẽ thấy ngay là nó có tốc độ khung hình tối đa là 90 Hz nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể là chuyển đổi thông minh hoặc là các bạn chuyển xuống là 60 Hz các bạn ạ. Nói chung thì với 90 Hz á nó cũng sẽ có những cái điểm lợi Thế riêng và nó cũng sẽ có những yếu điểm riêng. À, yếu điểm thì mình sẽ chia sẻ đó là gì ạ? Đó chính là nếu để so sánh với rất nhiều những chiếc máy trong tầm giá này đã có 120 meg thì cái việc mà bên nhà Vivo chỉ trang bị 90 meg á nó cũng sẽ là một cái yếu điểm về cái việc là thông số khi mà chúng ta đi marketing bán hàng đúng không? Nhưng nếu đi sâu vào mặt trải nghiệm á thì cái việc mà bên nhà Vivo họ trang bị cho i3690 hạt là một điều hợp lý Lý do tại sao mình lại nói hợp lý là bởi vì nó đang sử dụng vi xử lý là Snapdragon 680 Các bạn có thể thấy rằng là 680 á thì nó không phải là một chip quá mạnh và việc mà chỉ trang bị 90 Hz là cực kỳ hợp lý anh em ơi. Bởi vì nếu mà 120 Hz á nó sẽ làm cho chiếc máy của chúng ta phải gánh một cái màn hình tần số quét cao, nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm cơ bản của các bạn đúng không ạ? Với ví dụ mình lấy điển hình nhá, đó chính là Snapdragon 685 ở trên chiếc Redmi Note 12 phiên bản 4G á thì các bạn có thể thấy ngay là nó chạy được 120 Hz. Về mặt thông số là chúng ta có một chiếc máy rất là ok tuy nhiên về mặt trải nghiệm khi mà vuốt á các bạn sẽ thấy rằng là chiếc máy đó hay bị cái vấn đề là bị khự cái khung hình bởi vì 685 nó không khác biệt nhiều so với là 680 đâu mà phải gánh thêm một cái màn hình tần số quét gấp đôi bình thường thì tất nhiên là cái việc mà nó bị khự khự khi mà chúng ta vuốt chạm là chuyện bình thường đúng không? còn với chiếc vivo y36 này trong thời gian vừa qua khi mà mình sử dụng á thì mình thấy rằng là tất cả những cái tác vụ mà nó mang lại á đều rất mượt mà các bạn ạ mặc dù là về bản chất á 680 không phải là một chip quá mạnh nha Về cái phần bộ nhớ trong thì chúng ta sẽ có bộ nhớ trong lên tới 256 và đi kèm với đó thì phần RAM Đây mình sẽ vào trong cái phần RAM cho anh em xem này Nó sẽ có 80GB RAM thật và tất nhiên là cũng sẽ có thêm tăng RAM ảo lên Các bạn có thể thấy rằng là nó có thể tăng tối đa lên tới là 8GB RAM ảo nha Phiên bản là Phantasy OS 13 với cái giao diện tùy biến dựa trên hệ điều hành là Android 13 à, Tất cả những thứ này thì nó với cá nhân mình thì trải nghiệm của 680 ở trên chiếc Vivo i36 Nó rất ổn định, ở khía cạnh là trải nghiệm cơ bản tức là các bạn sử dụng những tác vụ cơ bản bình thường á thì cái giao diện sắt và cái Snapdragon 680 nó đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ còn nếu anh em nào mong chờ nó phải có khả năng chơi game tốt hơn thì Vivo chưa bao giờ mang đến khả năng chơi game tốt nhất cho anh em trong cái điện thoại tầm trung à, ngoại trừ dòng T được bán online thì có cấu hình mạnh thì không nói rồi còn mấy cái dòng Y hay là V ấy, thì chưa bao giờ có một cái hiệu năng đủ mạnh để anh em có thể là chơi game đỉnh cao nhất trong phân khúc được nên mình cái điều này mình cũng hoàn toàn dễ hiểu ha chuyển qua về phần camera đây luôn là lợi thế của những chiếc điện thoại đến từ bên nhà vivo các bạn ơi bởi vì sao bởi vì vivo thì họ rất mạnh về cái vấn đề là camera đặc biệt là camera selfie ví dụ như anh em thích làm đẹp đúng không đó mình là một người rất đẹp trai và thông qua cái chiếc Vivo i 36 lại càng đẹp trai hơn là anh em biết là cái khả năng selfie của camera 16 như xe này nó như thế nào rồi đúng không ạ? Rồi là các bạn có thể là quay video nha. Quay video phía trước thì nó vẫn có thể là quay được ở cái mức là full HD với tốc độ khung hình là 30 FPS. Còn về camera sau thì đây, mình sẽ cho show luôn cho anh em này. Camera nó có thể là quay được với tốc độ khung hình là 60 FPS nhưng lúc này độ phân giải chỉ dừng lại ở mức là HD mà thôi Còn nếu mà quay uh, 30 thì nó sẽ lên ở mức là full HD nha các bạn Cái này thì các bạn sẽ cần phải đánh đổi Camera chính của nó sẽ có độ phân giải là 50MP Và sẽ có thêm một cái camera để hỗ trợ uh, là vấn đề xóa phông á thì chỉ là 20 xe mà thôi Nói chung là với cái thông số này thì mình chưa ấn tượng lắm về cái số lượng camera Còn về chụp ảnh như thế nào á, thì mình sẽ có video so sánh nó với những cái sản phẩm khác Để anh em sẽ có thêm video tham khảo trước khi quyết định là mua chiếc máy nào nha Và một cái điểm nữa mà các bạn cần lưu ý là chiếc máy này sẽ không được trang bị hệ thống loa kép stereo Viên pin sẽ là 5000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 44W 14... À, cụ thể như thế nào Uh, so sánh với Redmi Note 12 Pro 5G ra sao Hay là Galaxy A24 ra sao Thì mình sẽ hẹn các bạn trong một cái video khác Còn đây chỉ là video unbox và chia sẻ nhanh cho anh em thôi uh, Không biết là anh em muốn mình so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào Đừng quên để lại cái phần bình luận của video ngày hôm nay Còn bây giờ thì bye